cập nhật tình hình cuộc chiến Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Quỹ Nobel rút lời mời đại sứ Nga và Belarus sau khi vấp chỉ trích. Nga tuyên bố đặt tổ hợp tên lửa quái vật Samas trong tình trạng báo động cao. Ukraine đang đạt tiến triển đáng kể ở Zabrychia. Ukraine nhắm mục tiêu vào cầu Crimea khi phản công đột phá ở phía Nam lực lượng Ukraine thiêu rụi cùng lúc hai xe tăng Nga, tăng Amata chạy khỏi chiến trường. Ukraine sang phẳng căn cứ tập trung số lượng lớn quân đội Nga gần Bakhmut. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Quỹ Nobel rút lời mời đại sứ nga và belarus sau khi vấp phải chỉ trích. vâng kính thưa quý vị, quỹ nobel tuyên bố rút lại lời mời đại sứ các nước nga, belarus và iran tham dự lễ trao giải nobel ở stockholm vào năm nay. qua đó đảo ngược quyết định trước đó sau nhiều lời chỉ trích. chúng tôi ghi nhận những phản ứng mạnh mẽ ở thụy điển. quỹ nobel cho biết trong một tuyên bố ngày 2 tháng 9 đề cập tới việc lãnh đạo của một số đảng chính trị ở quốc gia này tuyên bố sẽ tẩy chay sự kiện của buổi lễ trao giải. Do đó chúng tôi quyết định lặp lại ngoại lệ đối với cách làm thông thường vào năm ngoái, tức là không mời đại sứ Nga, Belarus và Iran tới dự lễ trao giải Nobel ở Stockholm. Tuyên bố cho biết, tổ chức phụ trách trao giải Nobel hôm 31 tháng 8 từng tuyên bố sẽ mời đại sứ Nga, Belarus và Iran tới dự lễ trao giải năm nay vào tháng 12. Khi đó, Quỹ Nobel cho biết họ sẽ tìm cách mời cả những người không chia sẻ các giá trị của giải. Quyết định ban đầu của Quỹ Nobel vấp phải phản đối từ Ukraine và đồng minh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho rằng, quỹ này nên hỗ trợ các nỗ lực cô lập Nga và Belarus. Thủ tướng Thụy Điển, Ulf cũng bày tỏ thái độ không đồng tình tôi sẽ không làm thế nếu là người phụ trách gửi lời mời tham dự lễ trao giải và tôi hiểu rằng điều đó khiến nhiều người ở cả Thụy Điển và Ukraine khó chịu. Thủ tướng Thụy Điển nói trả lời trong văn bản gửi AFP. Năm 2022, Quỹ Nobel đã không mời các đại sứ của Nga và Belarus vì cuộc xâm lược của Moscow tại Ukraine. Những người được trao giải Nobel được công bố vào đầu tháng 10 hàng năm. Năm, trong số giải Nobel được trao tại Stockholm sau quy trình đề cử được giữ bí mật trong 50 năm tiếp theo. Riêng giải Nobel Hòa Bình được trao ở Oslo vào cùng ngày với 5 giải còn lại. Nga tuyên bố đạt tổ hợp tên lửa quái vật Samad trong tình trạng báo động cao. Thưa quý vị, tên lửa Samad được nhắc nhiều với tầm bắn lên tới 18.000 km, có chặng bay hoạt động ngắn, khiến quá trình đáng chặn nó trở nên phức tạp. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên giới thiệu tổ hợp chiến lược p samat vào năm 2018. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, việc triển khai tổ hợp Samat bắt đầu vào tháng 12 năm 2018. Lúc đó, Tổng thống Putin nói rằng tổ hợp này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Lực lượng tên lửa sau đó tuyên bố triển khai Samas vào năm 2021 và vào tháng 12 năm 2022. Samas là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hàng nặng. Trọng lượng phóng của tên lửa vượt quá 200 tấn, tầm bắn lên tới 18.000 km. Tổng thống Putin lần đầu tiên nói về tổ hợp chiến lược Samas trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào tháng 3 năm 2018. Một phần quan trọng của bài phát biểu đó được dành cho các loại vũ khí và công nghệ quân sự tối tân của Nga. Theo ông Putin, tên lửa Samat được cho là sẽ thay thế Voevoda, tên mã NATO là Satan. Ông Putin cho biết Voevoda có tầm bắn 11 km, trong khi Samat thực tế không có giới hạn về tầm bắn. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu R-28 Samat được trang bị tải trọng 10 tấn và có khả năng bao phủ khoảng cách lên tới 16.000 km. ICBM dài 36 m và có đường kính là 3 m Phần đầu của tên lửa có thể chứa một số đầu đạn hạt nhân có thể tách rời với tổng công suất vài megaton TNT. Công việc phát triển dự án RS-28 Samad bắt đầu vào năm 2011. Loại vũ khí này được phát triển bởi Cục Thiết kế tên lửa Makiyev, với sự tham gia của Hiệp hội Khoa học và Sản xuất Cơ khí. Lần phóng ICBM đầu tiên theo chương trình thử nghiệm cấp nhà nước diễn ra vào tháng 4 năm 2022. Theo Sergei Karakaev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược, kẻ thù sẽ phải mất hàng thập kỷ để phát triển một hệ thống có khả năng đánh chặn hệ thống phòng thủ tên lửa Samad. Karakaev nói, từ quỹ đạo khét tiếng của chúng ta của Bắc Cực, có thể xây dựng một quỹ đạo xuyên qua nam cực mà ngày nay hoàn toàn không được bảo vệ. Ukraine đang đạt tiến triển đáng kể ở Zaporizhzhia. Quý vị thân mến, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết Ukraine đã đạt được nhiều tiến triển tại mặt trận Zaporizhzhia. Mỹ là một trong những quốc gia viện trợ vũ khí nhiều nhất cho Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Zabrychia là một trong bốn vùng của Ukraine, nhưng bị Nga sắp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý dân hồi vào tháng 10 năm ngoái. Ukraine tuyên bố sẽ chiếm lại tất cả các vùng lãnh thổ của nước này mà Nga đang kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea. Tuy nhiên, bà Malia thừa nhận quân đội Ukraine đang phải đối mặt với các công sự phòng thủ kiên cố của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực phía Nam là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm đưa quân tới gần biển Azov. Khu vực này là mục tiêu chính của Ukraine vì việc tiến sâu vào vùng lãnh thổ này sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ hành lang trên bộ của Nga, nối bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập và khu vực Donetsk ở phía đông. Ukraine nhắm mục tiêu vào cầu Crimea khi phản công đột phá ở phía Nam. Thưa quý vị, Nga cho biết Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cây cầu quan trọng nối nước này với Crimea đã sắp nhập, trong khi Kiev nói rằng cuộc phản công của họ đã chọc thủng mặt trận phía Nam. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt ba máy bay không người lái của Ukraine đang cố gắng tấn công cầu Kerch, buộc phải đóng cửa lần thứ ba trong một năm với một máy bay không người lái bị chặn vào cuối ngày thứ Sáu và hai chiếc khác vào sáng sớm thứ Bảy. Đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng điện Kremlin, cây cầu đã bị tấn công liên tục. Chính quyền Nga tuyên bố, vào tháng 10, một vụ nổ liên quan đến bom xe tải được cho là đã giết chết ba người. Sau đó là vụ tấn công vào tháng 7, khiến một cặp vợ chồng thiệt mạng và con gái họ bị thương nặng. Trong khi đó, một dân thường thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ pháo kích ở vùng Belgorod ở Nga, giáp biên giới Ukraine. Thống đốc VIA Cheslav cho biết, hai máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công quận Valuysky trong khu vực, làm hư hại một ngôi nhà và một chiếc ô tô trong khi một chiếc khác bị chặn ở quận Krayvoronsky. Quân đội Ukraine ngày 1 tháng 9 cho biết, Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và 39 cuộc không kích trong 24 giờ trước đó, bên cạnh 42 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng tên lửa. Thị trưởng Kriviri Alexander Vikun cho biết, lực lượng phòng không ở thành phố miền trung Ukraine, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công mà không nêu rõ bản chất của cuộc tấn công này. Bốn người khác bị thương sau các cuộc tấn công vào thành phố phía đông Donetsk. Thị trưởng Alexei Kuzemlin do Moscow bổ nhiệm cho biết, trong khi đó các quan chức quân sự Anh hiện tin rằng Nga có nguy cơ phải chia nhỏ lực lượng trong nỗ lực ngăn chặn một cuộc đột phá của Ukraine ở phía nam đất nước. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, quân đội Ukraine đang tiến vào khu vực Zabrychia với các lực lượng hiện Hành động tấn công trên trục Orikiv ở miền Nam Ukraine, tờ Bạch ốc xác nhận tuyên bố của bà Malia khi ghi nhận thành công đáng chú ý ở khu vực Zaporizhia. Mặc dù bà cảnh báo rằng quân đội Ukraine đã vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố của Nga sau cuộc đột phá, lực lượng Ukraine thiêu rụi cùng lúc hai xe tăng nga, tăng Amata chạy khỏi chiến trường. Thưa quý vị, lực lượng Ukraine mới đây đã tiêu diệt được cùng lúc hai xe tăng Nga ở khu vực Logan. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng quân đội đã bắt đầu rút siêu tăng Amata khỏi tiền tuyến ở Ukraine. Nhóm tình báo nguồn mở Ukraine Weapon Tracker đăng tải hình ảnh những chiếc xe tăng Nga bị quân đội Ukraine đốt cháy lên Twitter một chiếc xe tăng T-90A khá hiếm của Nga và một chiếc xe tăng dòng T-72B đã bị quân đội Ukraine phá hủy, nhóm Osin cho biết. Trang web tình báo nguồn mở Orix tuyên bố, lực lượng Nga đã mất hàng ngàn xe tăng chiến đấu chủ lực kể từ khi đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Oryx đã tổng hợp bằng chứng hình ảnh và video về thiệt hại vật chất của cả hai bên tham chiến trong cuộc xung đột. Họ báo cáo rằng 2.280 xe tăng nga đã được xác nhận bằng hình ảnh bị phá hủy ở Ukraine. Mặc dù các cơ sở lưu trữ của Nga chứa số lượng lớn xe tăng T-72 và T-80 hiện đại hơn, nhưng các chuyên gia ước tính rằng Nga chỉ có thể tân trang được 60 đến 90 chiếc xe tăng mỗi tháng thấp hơn so với mức tổn thất xe tăng hàng tháng của Nga là khoảng với 100 xe. Ngoài ra, vì sự thiếu hụt thiết bị của điện tử nhập khẩu do các lệnh trừng phạt quốc tế, phiên bản sửa đổi mới nhất của xe tăng T-72 được cho là không được trang bị hệ thống chụp ảnh nhiệt tiên tiến do Pháp sản xuất, dẫn đến hiệu quả kém hơn trên chiến trường. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, Tập đoàn quân phía nam của Nga đã sử dụng một số chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Amata mới nhất trong các hoạt động tấn công trực tiếp. Tuy nhiên thì hiện các siêu tăng Amata đang được rút lui khỏi tiền tuyến. Mục đích của việc sử dụng Amata là để kiểm tra và quan sát xem các phương tiện chiến đấu sẽ hoạt động như thế nào trong môi trường chiến đấu thực tế. TASS giải thích. Trong khi đó, tình báo Anh tỏ ra hoài nghi về việc Nga triển khai Amata, xe tăng mới nhất và mạnh nhất tới Ukraine. Thông tin cập nhật từ các quan chức Anh cho biết, T-14 Amata có thể sớm được nhìn thấy ở Ukraine, nhưng có thể sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chiến thực tế nào. Báo cáo của tình báo Anh kết luận, nếu Nga triển khai T-14, nó có thể chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền. Lý do được đưa ra là vì việc sản xuất T-14 Amata của Nga được cho là chỉ ở mức thấp và các chỉ huy khó có thể tin tưởng hoàn toàn vào phương tiện chiến đấu chưa được thử lửa này. Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo của Nga, T-14 Amata, được thiết kế dựa trên tháp pháo không người lái, khiến nó không giống bất kỳ xe tăng chiến đấu chủ lực MBT nào khác mà đang hoạt động. Điều này cũng mang lại cho nó một loạt ưu điểm và nhược điểm riêng. T-14 là phương tiện công nghệ cao gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình phát triển của Nga, Moscow lần đầu tiên đặt hàng sản xuất 2.300 xe tăng vào năm 2022, nhưng mục tiêu đó đã bị đẩy lùi sang năm 2025. Ukraine sang phản căn cứ tập trung số lượng lớn quân đội Nga gần Bakhmut. Thưa quý vị, pháo binh Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 22 trên biệt của lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ thành công hàng ngũ quân xâm lược theo hướng Bắc Mút, trinh sát trên không của lữ đoàn đã phát hiện ra một nơi tập trung đáng kể người Nga. Trên đó họ đã sử dụng pháo từ hành 2S1 Gross DK và BM-21 Grad. Đoạn video ghi lại cảnh tiêu diệt kẻ thù được Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công chiếu. Bộ Tổng Tham mưu lưu ý rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến về phía Bắc Mút, đồng thời họ gây ra những tổn thất hữu hình cho những kẻ xâm lược. Hướng Bắc Mút Chúng tôi đang tiến về phía trước. Pháo binh của lữ đoàn cơ giới hóa số 22 đang tác chiến. Trên sát trên không phát hiện nơi tập trung một số lượng lớn người Nga với những phát bắn chính xác từ pháo tự hành 2S1 Gross DK và cú vô lê từ BM-21 Grad. Hầu hết quân xâm lược đã bị tiêu diệt, Bộ Tổng Tham mưu cho biết trong một tuyên bố. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến thảo luận đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.